Thì Trinh biết Lộc từ rất là lâu rồi, từ lúc mà Lộc còn khá kiệm lời cho tới hôm nay thì nói rất là nhiều. Nhưng mà Trinh từ trước đến giờ có một điều không bao giờ thay đổi đó, là mỗi lần Trinh gặp Lộc, Trinh không cần nói gì hết mà chỉ cần gãy một chủ đề ra thôi là Lộc có thể nói thiên biến vạn hóa. Mà Trinh ngồi Trinh nghe mà Trinh ngơ ngác, ngơ ngẩn luôn á, mà bị cuốn theo cái đó. Cho nên là bây giờ Trinh sẽ hỏi thêm một câu nữa để được hưởng thụ lại cái đó một lần nữa. Thì thật ra thì theo như Trinh biết thì cái nội tâm của Lộc rất là sâu, và không những sâu mà Lộc có một cá tính rất mạnh và rất vững. Bởi vì cái việc mà mình theo đuổi cái hình ảnh unisex ở Việt Nam mình á, không phải ai làm cũng làm nó, mà lại tức nghĩa là nó ra một cái gì đó nó chất đúng cái kiểu của nó không bị nửa vời, và nó và cái người chủ nhân của cái phong cách đó cũng hoàn toàn tự tin bước đi cho con đường của mình, chứ không có bị là lung lay hay là bị sao nhãng bởi lời nói của khán giả hay là của dư luận. Thì Trinh cảm thấy là nếu đối với bản thân Lộc có những cái ưu điểm như vậy, không biết là Lộc có bước tiếp theo của Lộc có an toàn dừng lại ở thanh xuân không? Bởi vì cái hình ảnh thanh xuân như Trinh thấy thì nó cũng là một hình ảnh trong sáng, an toàn. Vậy thì cái việc mà Lộc theo theo đuổi cái unisex là một thứ rất chất như vậy đó, mà cá tính mạnh như vậy, Trinh nghĩ là Lộc sẽ handle nó một cách rất là hoàn hảo, hoàn chỉnh và rất smooth, và nó là một thứ rất là tự nhiên của Lộc luôn. Thì không biết là bước tiếp theo Lộc tính làm gì. Để Trinh rất là mong chờ cái hình ảnh nó được bộc lộ trong sản phẩm âm nhạc của Lộc, chứ không phải là chỉ trên những phát ngôn hay là trên những bức hình của Lộc. Trinh thấy cái cá tính âm nhạc của Lộc so với cá tính của Lộc thể hiện ra với xã hội nó hơi khác nhau. Thì Trinh muốn biết cái điều đó để học học thôi. Ok. Cảm ơn Trinh rất là nhiều. Đừng hỏi sao lock Facebook nha Trinh. Câu hỏi khó quá trời khó luôn. Trời ơi. À, thật sự là Lộc hiểu ý của Trinh nói rồi. À, Trinh muốn là mình phải cá tính giống như trong cái đời thường. Còn cái này là nó chưa có đủ đô với Trinh. Trinh cần là thêm thêm nữa. À, thật sự giống như mà Lộc nói á, thì là những cái mà Lộc nắm được, Lộc tính toán được nó dựa trên cái duyên là đầu tiên. Thật ra thì Lộc cũng tính rất 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 là nhiều thứ, ý là không phải tính toán mà mình nảy sinh ra ý tưởng này kia, nhưng mà để cho nó thành hình và để cụ thể một cái điều gì đó thì nó cần thời gian, và bây giờ nói mình để Lộc trả lời liền thì khó lắm. Thật sự cảm ơn câu hỏi của Trinh, nhưng mà ở một cái ngóc ngách nào đó Lộc hy vọng là mọi người sẽ thương yêu Lộc một xí, nhìn nhận lại một xí. Tại vì thật sự là thanh xuân, nhìn chung cái chủ đề học sinh cấp 3 thì rất là dễ, nhưng mà chính cái dễ nhất mới là cái khó nhất để làm. Như Trinh biết rồi, khi ca sĩ mà hát với piano thôi người ta tưởng đơn giản, nhưng thật ra đó mới là cái khó nhất. Hát để đệm đàn theo và để thực hiện một cái MV. Lộc nói ví dụ khi mà Lộc đề cập tới quản lý là thanh xuân, ai nghe cái từ thanh xuân cũng ô cái gì mà sến thế, cái gì mà đã lỗi thời rồi. Nhưng mà năm ngoái sau khi mà thanh xuân phát hành, cái này là Lộc mượn thống kê của người khác cho phép Lộc tự cao một tí, sau khi bài hát nó phát hành tới ngày hôm nay thì cái người anh đó làm digital, làm marketing nói với Lộc là khi người ta nghĩ về thanh xuân, người ta không hẳn là nghĩ về cái từ thanh xuân đó không, mà người ta nghĩ thanh xuân là cái bài hát đó. Và tới ngày hôm nay Lộc cũng thấy là người ta dùng từ thanh xuân rất là nhiều. Lộc rất vui khi được là một phần nhỏ của nó. Trinh ơi, đang trả lời Trinh nè. Ok, và ý của Lộc đang muốn nói là thật sự để có làm những cái chủ đề đơn giản như thế này mà nó thu hút người xem, để giữ người xem lại. Với lại còn một cái để mà là học sinh cấp 3 rất là khó. Lộc phải cố gắng rất là nhiều, cứ dừng làm nghe trong đó mọi người thấy ổn định không ạ? Tạo hình trong đó ổn định không ạ? Cho Lộc xin chào bó tay nữa đi, cực quá. Cực ấy là cực, bởi vì lần này thì đỡ rồi, nhưng mà khi mà quay thanh xuân thì ở ngày đầu tiên thì tóc của Lộc màu nâu, tới khi đóng máy là đã là 10, đi đóng máy và về nhà là 10 giờ rồi mới chợt nhớ ra là ngày mai là phải quay. Thế là ekip buổi tối đóng cửa toilet tự nhuộm tóc với nhau đến 11 giờ rưỡi và ngủ chỉ được có 12 giờ cho tới 2 giờ sáng lại dậy trang điểm. Và lần này cũng thế, Lộc rất là cố gắng để mà làm sao cho cái diễn xuất mình cố gắng là mình phải diễn viên chứ, Quang Trung ngồi dưới đây, và cái tạo hình của mình nó tách bạch nhất, làm sao để người ta nhìn vào, người ta nhìn liền là học sinh cấp 3, làm sao để mà khi họ theo dõi câu chuyện thanh xuân và gửi thời niên thiếu, người ta tin tưởng vào câu chuyện đó, chứ không phải đơn giản là Lộc bước vào, Lộc khoác tạ một cái áo lên
và người ta nhìn vẫn nhìn ra được đạo của Lộc. Lộc có một cái điều vừa hay mà khiến Lộc buồn, đó là đôi khi khán giả lúc trước có một vài khán giả nhớ tới bài hát nhưng mà chưa nhớ tới Lộc, nhưng đó cũng là một cái mà làm Lộc rất là thích. Trước khi mình bước vào bài hát, mình muốn người ta quên hết tất cả mọi thứ và người ta nhớ về bài hát, chứ không phải như một người diễn viên đóng nhiều vai nhưng khán giả vẫn nhìn ra người diễn viên nó đang khoác một cái áo tạm bợ, và một người ca sĩ thực hiện nhiều cái MV với đánh vào phần nội dung nhưng khán giả vẫn là qua loa cái phần nội dung. Thì đó là cái mà Lộc mà muốn gửi gắm. Khi mà Trinh tiếp nhận cái điều này nhẹ nhàng thì Lộc đó cũng là một lời khen, nhưng mà Lộc xin được thanh minh tí, hy vọng là mọi người sẽ thương Đạo Bá Lộc hơn, bớt khó khăn với Lộc lại, và mọi người sẽ thương Gửi Thời Niên Thiếu hơn ạ. Quả thật là chúng ta thấy Lộc ở ngoài đời rất là cá tính, rất là mạnh mẽ, nhưng mà để có thể lột xác trở nên hiền lành như vậy trong MV cũng là một sự cố gắng rất là nhiều của Lộc. Chính xác, bởi vì mình vừa là biên kịch producer nên là ekip ở đó đang ở trong đang ngọt ngào cắt đóng máy, mọi người move qua chỗ này chỗ kia xong rồi lại vô, ok lại slow it down nên là Lộc thì hơi bị phải cố gắng rất là nhiều ạ. Và Ngọc cũng thấy Lộc như tắc kè hoa vậy đó, có nghĩa là có thể thay đổi hình ảnh của mình, thay đổi tính cách của mình bằng chính tài năng, bằng chính cái máu nghệ sĩ trong mình, đúng không? Và quan trọng nhất là để truyền tải được cái chủ đề và để cho phụ huynh và những bạn trẻ tiếp nhận một cái khía cạnh khác của cuộc sống một cách nhẹ nhàng nhất bằng những MV nhẹ nhàng như thế này cũng không phải là một điều đơn giản trong cái quá trình biên kịch. Sẵn đây thì không ai hỏi hết, nhưng mà Lộc tự nói, tự mắc nói và nói. Ở trên đây Ngọc vừa mới nói rằng là để cho phụ huynh tiếp nhận cái điều đó. Thật sự là Lộc không biết là mọi người có để ý hay không, nhưng mà vào 2012 cho năm 2012, The Voice 2012 cho đến đây, Lộc đi ngoài đường thì Lộc rất là ít thấy những cái bạn nhỏ, những cái bạn trai nhỏ make up, nam giới make up, tất cả các thứ. Nhưng mà theo thời gian, Lộc chỉ là một phần trong đó thôi. Chúng ta thấy là xã hội xung quanh thay đổi rất là nhiều. Các bạn make up tiếp cận hơn với nhiều cái văn hóa quốc tế và khiến cho cái con người mình cởi mở hơn. Và dạo gần đây cũng vậy, khi mà Lộc bắt gặp các bạn trên đường và đặc biệt khi Lộc về nhà, Lộc theo dõi mạng xã hội, Lộc thấy rất là nhiều các bạn nhỏ như Lộc. Nhưng mà hồi đó khi mà Lộc còn nhỏ, Lộc làm những cái điều đó nó rất là chạy chật, nó rất là khó khăn. Nhưng mà bây giờ các bạn có điều kiện dễ dàng hơn để theo đuổi cái điều mình muốn, và các bạn hay khen, sau này muốn lớn lên được giống như Lộc, giống như Lộc, tất cả các kiểu, thì mất một thời gian để theo dõi điều đó. Và đối với Lộc cái điều đó rất là hạnh phúc. Có khi tối mà công việc đó giờ Lộc không khóc bởi vì bất cứ một ai cả, chỉ có ba mẹ Lộc làm Lộc khóc thôi. Hoặc là công việc có nhiều tối mà mình buồn quá mà mình khóc, sau đó là mình lên và mình tình cờ mình xem được fan của mình nghĩ về mình như thế nào, xã hội ngoài kia nghĩ về mình như thế nào, những bạn nhỏ giống mình ngoài kia dần dần nó như thế nào, thì đó là một cái động lực rất là lớn và cũng là một câu trả lời cho bản thân Lộc biết những cái điều mình theo đuổi là đúng hay sai, và cũng là một cái động lực cho những giống như những cái câu hỏi tương tự vừa rồi là làm những cái điều đó là dễ hay khó. Đúng rồi, và Ngọc thấy là Lộc đang truyền cảm hứng, truyền sức mạnh cho những bạn trẻ để các bạn ấy to tát vậy đó, để các bạn có được một cái hình ảnh, một cái chỗ dựa về tinh thần là mình không cô đơn, mình không một mình, để các bạn có thể mạnh dạn theo đuổi con người thật của mình. Và còn với những cái MV Gửi Thời Niên Thiếu như thế này thì để cho các bạn tiếp cận cái hình ảnh đó một cách là đẹp đẽ và nhẹ nhàng nhất, cũng giống như là để cho các quý vị phụ huynh cũng tiếp cận với chủ đề này một cách đơn giản và nhẹ nhàng hơn.